Kính thưa quý vị, câu chuyện tiếp theo liên quan đến cái khốn nạn của Đảng Dân Chủ. Coi TV mấy ngày hôm nay chúng ta đều cảm thấy xấu hổ là Hoa Kỳ có những cái người mất tư cách, hèn hạ, vậy mà đòi ra tranh cử Tổng thống Mỹ. Quý vị nghĩ thế nào khi nhìn thấy hình ảnh Joe Biden quỳ trước quan tài của một tên tội phạm? Bởi vì cái tên George Floyd này là một tên tội phạm, đã từng vào tù ra khám không phải một hai lần, hàng chục lần. Và cái ngày mà nó bị giết là ngày đó nó tới cái tiệm gọi là Up Food ở thành phố Minneapolis. Nó mua hàng, nó mua rượu, muốn là gì nó đủ uống, rồi nó đưa tờ $20 giả. Cửa tiệm người ta mới gọi cảnh sát, và cảnh sát mới tới. Lúc bây giờ tới thì nó đang ngồi lang thang ở trước cửa tiệm say xỉn. Và sau này người ta tìm nó, trong máu nó có thuốc áp phiện, giờ nó còn bị lây nhiễm COVID-19. Nó lang bang, mà nó là một cái tên coi như homeless, lang thang đủ đường đủ chợ. Thế nhưng mà cái lỗi thật là cái thằng cảnh sát da trắng. Có nhiều nguồn tin là cho cái tên này là nó do ăn tiền của Antifa, là cái tổ chức chống ông Trump. Bởi vì người ta thấy cái tên cảnh sát da trắng chưa bao giờ đi đè, lấy đầu gối quỳ đè lên cổ của một tội phạm, mới nghi phạm thôi, mà tay mà đút túi quần và mặt mũi nghênh ngang nhìn camera. Xong rồi bên cạnh là còn ba tên da trắng khác đút tay túi quần để mà nhìn cái cảnh một tên da trắng kia đè đầu gối lên nghi can. Bởi vậy cho nên có nhiều nguồn tin họ thấy rằng đây là một sự dàn xếp, chứ không phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Bởi vì lý do cái anh chàng da đen này, anh ta đã bị đè xuống dưới đường, ba bốn tên cảnh sát quật ngã xuống đường rồi. Tại sao là phải quật ngã xuống dưới đường khi mà người ta đã bị xích tay rồi, nằm dưới đường rồi, thì chỉ có việc đưa người ta vào cảnh, vào trong xe để đưa về bót. Đằng này tên cảnh sát da trắng Derek Chauvin, nó lại một đầu gối quỳ, một đầu gối để dưới đất và tay đút túi quần một cách nghênh ngang. Không bao giờ cái lối huấn luyện một tên cảnh sát đi bắt tội phạm mà lại nghênh ngang như vậy. Mà không phải đè một lúc, đè đến 8 phút. Xong rồi là còn cái sự nghi ngờ tại sao cái tên kia bị đè cổ mà vẫn nói to, "I can't breathe, I can't breathe. Tôi không thở được, tôi không thở được." Mà nói to đến nỗi người đứng xa quay mà, quay cảnh đó mà còn nghe được cái tiếng nó rõ. Rồi đến lúc mà tên này thấy tên kia không còn rục rịch nữa thì cái xe cứu thương ập tới. Tại sao chưa ai gọi cả mà lại cảnh sát cứu thương lấy liền? Cho nên trong cái câu chuyện này nó có nhiều cái nghi vấn. Nhiều người cho rằng có thể tên cảnh sát này là ăn tiền của bọn Antifa, cố gắng làm bùng lên một câu chuyện để cho dân chúng Mỹ làm loạn, rồi thế giới làm loạn, và để Donald Trump mất điểm và mất phiếu. Đúng với đường lối của Tàu Cộng, đúng với đường lối của Đảng Dân Chủ. Bởi vậy cho nên có rất nhiều nghi vấn được đặt ra. Và cuối cùng tên cảnh sát kia vẫn đi tỉnh bơ, đến ngày hôm sau mới bị bắt, mới bị truy tố. Và những cái chuyện này đều là bị từ chối, chúng nó không nhận tội. Thế thì cái câu chuyện của chúng ta có đây, cái mục đích chính không phải là tên da đen, mà mục đích chính là chúng nó làm bằng chứng là từ lâu nay da đen biết rất rất nhiều người bị giết, có phải không? Mà nước Mỹ đâu có cái làm loạn như vậy. Thậm chí mà đến chủ nhật vừa rồi, một tên thị trưởng da đen tên là Brownsy ở thủ đô Washington, con bé da đen làm thị trưởng, nó còn cho người viết sơn lên Black Lives Matter. Chỉ có sinh mạng của da đen mới đáng kể. Cả hai khu phố, two blocks trên con đường dẫn vào tòa Bạch Cung,
viết bằng sơn vàng đậm. Thì tôi hỏi quý vị, nó viết Black Lives Matter, dòng nó dấu bằng equal, defund the police. Chỉ có mạng sống của da đen mới đáng kể và cúp tiền yểm trợ cho cảnh sát. Sau đó tên thị trưởng của thành phố Minneapolis vận động với thành phố, hội đồng thành phố có 13 người thì 9 người bỏ phiếu là phải dẹp cái ngành cảnh sát của thành phố, an ninh sẽ giao cho nhân dân tự vệ, ban dân phòng. Quý vị có thấy một quốc gia nào trên thế giới này mà văn minh và bây giờ lại đòi bỏ cảnh sát để đưa những người nhân dân tự vệ, những người dân phòng lên làm việc không? Mà không cưới cho thành phố đó, Los Angeles cũng vậy. Cái tên thị trưởng Garrity, nó cũng đòi cúp 150.000 đô la tiền của ngân sách cảnh sát. Rồi tên thị trưởng ở bên New York là tên De Blasio, nó lấy vợ da đen, nó đẻ con đứa con gái da đen cũng đi ăn cắp và bị cảnh sát bắt. Nó đòi cúp 1 tỷ 200 triệu đô la trong 4 năm. Có nghĩa là một năm như vậy nó phải cúp ít nhất 275 triệu đô la cho lực lượng cảnh sát. Để làm gì? Để nó lấy cái tiền đó cho những cái tụi thanh niên để đi làm việc xã hội, như là con gái của nó bây giờ không có việc làm, để đi làm những cái việc cà trớn, làm loạn mà vẫn được trả lương. Sáng nay tôi có một ông khán giả người Việt Nam tên là ông Huỳnh Viết, ở thành phố gọi là Syracuse. Khi mà lái xe như vậy, có những người nó hướng dẫn vào trong cái shopping mall để mà đập phá, mà nó cho mỗi người 200 đô la. Đấy, họ có lên YouTube họ viết đấy. Và ông Huỳnh Việt này, ông ấy nó có. Tôi hỏi ông bảo, ông có thấy cái chuyện nó đưa tiền không? Có, 200 đô la. Để quý vị thấy nó chủ trương đi ăn cướp, vô cái shopping mall nó ăn cướp, đập phá tan nát. Cho nên là cái tội da đen, tội Antifa, nó chủ trương là cần làm loạn nước Mỹ. Rất may ông Donald Trump là một vị tổng thống có lòng nhân. Vào khoảng thứ tư, thứ năm vừa rồi thì cái bọn Antifa nó bảo ngày Chủ nhật nó sẽ có 1 triệu người tới biểu tình ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn và làm loạn nước Mỹ. Và nó bảo làm như thế thì ông Donald Trump sẽ cho lính tới dẹp ít nhất 10.000. Nó đưa ra cái nguồn tin đó nhưng mà có thấy gì đâu. Đến bây giờ ông Donald Trump chưa dùng lính để mà đi dẹp biểu tình, nhưng mà sẵn sàng nếu như chúng nó làm loạn là sẽ tính tới. Kết quả chúng nó sợ chúng nó không dám. Quý vị thấy những cái thằng Antifa mới có dân chúng thôi, 4-5 người họ vác súng đứng ở trước cửa tiệm, chúng nó vào họ bắn. Chúng nó sợ, nó chạy như vịt. Cũng như câu chuyện cách đây mấy ngày, chúng nó tới cái trạm xăng ăn cướp, rồi ta bị đuổi, bị đánh, chạy, quên cả giày, quên cả áo. Cho nên là cái đảng gọi là đảng dân chủ bây giờ, chúng nó hèn mọn. Phó tổng thống ra tranh cử tổng thống mà lại quỳ trước cái quan tài của một tên tội phạm. Chưa bao giờ tội phạm mà được vinh danh như ở Hoa Kỳ. Cái tên George Floyd là một tên tội phạm. Thế nhưng mà tại sao lại có cái tình trạng mà Joe Biden, một vị tổng thống mà tương lai mà lại quỳ trước một cái linh cữu của một tên tội phạm? Thế thì công lý đi đâu? Thế tìm hiểu ra là vì thằng này bữa trước, tuần trước, nói một câu bậy bạ. Nói rằng là chúng mày da đen mà không biết bỏ phiếu cho Donald Trump hay là Joe Biden thì chúng mày không còn là da đen. Câu nói ngu xuẩn đó bị chửi. Cho nên bây giờ nó chuộc tội bằng cách là nó quỳ trước cái quan tài của da đen. Còn tên Obama thì khóc như là cha chết. Còn tên thị trưởng thành phố Minneapolis thì lại ôm quan tài mà khóc. Quý vị thấy nhìn những hình ảnh đó. Chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ mà có cái khốn nạn.
cho đến bây giờ. Giống như trong nước Mỹ chưa bao giờ có một cái tổng thống mà để cho lính của Mỹ mà phải quỳ trước họng súng của kẻ thù, như là thời Obama để cho 9 người quỳ với bên Iran. Đi một cái tàu tiểu định xong rồi bị hư, Iran cho lính ra bắt, xong bắt quỳ. Rồi sau đó Obama phải cảm ơn cho 150 tỷ để mà chuộc về. Xong rồi kêu thằng John Kerry, Bộ trưởng Ngoại giao, phải cảm ơn nhân dân và Iran đã đối xử tử tế với lại tù binh của Hoa Kỳ. Chưa bao giờ một tổng thống Mỹ đến một quốc gia khác mà phải chui ở đuôi tổ bay ra, toàn là nhất chủ. Cho nên chúng ta phải thật thà mà nói với nhau một câu rằng Thượng Đế đã an bài bài sai Donald Trump xuống để phục hồi cái danh dự của nước Mỹ và tạo lại cái niềm vinh dự. Bởi vì Mỹ là một dân tộc văn minh, là một dân tộc nhân bản và một dân tộc đầy lòng tử tâm. Chúng ta chỉ nói sơ người Việt Nam mình, có bao giờ có một quốc gia mà đem người khác về nhà, một dân tộc đem người khác về nhà ăn ở nuôi nấng cho đến lúc người ta thành công không? Chỉ có nước Mỹ. Mấy triệu dân Việt Nam qua Mỹ đều được lo lắng từ A tới Z. Và đến bây giờ trong cái dịch Vũ Hán này, có cái dân tộc nào trên thế giới được tổng thống cho mỗi người $1,200 không? Chỉ có Hoa Kỳ. Và bây giờ chúng ta sắp sửa được lãnh thêm $1,200 nữa. Chúng ta sẽ tiếp tục trong phần 3. Xin cảm ơn quý vị.